chăm chỉ chăm sóc da, skincare nhưng làn da càng ngày càng tệ hơn. Thậm chí chúng ta đầu tư rất là nhiều các sản phẩm từ treatment, retinol, niacinamide đến các sản phẩm phục hồi này, kem dưỡng này, nó rất là đắt tiền. Nhưng da chúng ta vẫn không hề có tiến triển, thậm chí ngày càng tệ hơn. Thì dưới đây đó chính là những cái lý do khiến cho việc chúng ta sử dụng mỹ phẩm mà da ngày càng tệ hơn. Và chắc chắn rằng chị em sẽ thấy mình ở trong đó. Tuy nhiên trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng các chị em sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Điều đầu tiên là dù có rất nhiều sản phẩm trong chu trình chăm sóc da, nhưng chúng ta lại thiếu một sản phẩm quan trọng, đó chính là việc tẩy tế bào chết. Bởi vì tại sao? Khi mà trên làn da của chúng ta qua độ tuổi ngoài 30 thì cái cơ chế thay mới làn da của chúng ta nó sẽ giảm đi. Và làn da chúng ta sẽ có cơ chế thay mới nó không được đồng đều, hoặc chúng ta sẽ thay mới với cái thời gian nó lâu hơn. Trước đây có thể là khoảng tầm 28 ngày, bây giờ thì có thể khoảng 40 ngày, thậm chí là 50 ngày. Tại sao cái làn da các bạn trẻ, các bạn luôn bóng, căng mịn như vậy? Là do làn da được luôn đổi mới tế bào nhiều hơn. Và khi chúng ta bước sang độ tuổi, nhất là ngoài 40, độ tuổi chúng ta tiền mãn kinh ạ, thì cái làn da chúng ta, cái cơ chế thay mới tế bào nó lại càng chậm hơn. Vì vậy nếu như không có sản phẩm tẩy tế bào chết ở trong chu trình, thứ nhất làn da chúng ta sẽ gặp trạng thái là sần sùi, xỉn màu. Đó, thứ hai chúng ta có thể gặp cái tình trạng là vết tắc lỗ chân lông, và chúng ta có thể gặp tình trạng mụn. Và thêm nữa, nếu như trên làn da chị em nghĩ xem, có rất là nhiều các tế bào già cỗi, tế bào này đã chết rồi và chúng không thể nào thẩm thấu được những cái dưỡng chất mà chúng ta bôi. Vậy thì việc bôi thoa nó không hề có ý nghĩa tác dụng gì, thậm chí nó sẽ ngấm rất là ít xuống thôi và làn da chúng ta sẽ không thấy có sự tiến triển. Và với sản phẩm tẩy tế bào chết, chị em chúng ta đang dùng loại nào, có thể comment ở phía dưới để chia sẻ cùng Hương xem đã phù hợp hay chưa. Điều thứ hai là chúng ta bôi thoa các sản phẩm nhưng không hề có thứ tự và không hề có thời gian nghỉ ngơi. Cái thứ tự bôi các sản phẩm để giúp các sản phẩm thẩm thấu vào làn da nó rất là quan trọng. Và ngoài ra cái thời gian nghỉ, thời gian chờ giữa hai sản phẩm cũng rất là quan trọng. Nếu không biết được điều này thì khi chúng ta bôi thoa mỹ phẩm, nó giống như kiểu chúng ta tống quá là nhiều thức ăn vào ấy, nó sẽ khiến cho làn da chúng ta có thể gặp tình trạng là bội thực, không biết thẩm thấu cái nào trước, thẩm thấu cái nào sau. Thậm chí là cái phía trước nó đã thẩm thấu rồi và nó tạo ra một cái lớp màng ngăn rồi, lại bôi thêm cái phía sau vào nữa thì làm sao nó thẩm thấu được. Vậy thì cái quy tắc đơn giản nhất, thứ nhất này, là chúng ta sẽ bôi các sản phẩm lỏng ở phía trước và đặc hơn ở phía sau. Tức là ví dụ như là serum sẽ bôi trước này và dưỡng ẩm sẽ bôi ở phía sau. Thứ hai là sản phẩm nào pH thấp thì chúng ta sẽ bôi ở phía trước và bôi ở trên một nền da khô ráo một chút. Ví dụ như là vitamin C này, AHA này, BHA này là những sản phẩm có pH thấp. Đó. Còn sau đó chúng ta bôi các sản phẩm mà pH cao hơn như là serum HA, niacinamide này, đó ở phía sau thì nó sẽ thẩm thấu tốt hơn. Và điều thứ ba này, thời gian chờ giữa các sản phẩm như thế nào? Thì đối với những sản phẩm mà chúng ta gọi là dưỡng cơ bản thôi, hoặc là cùng cái độ pH, ví dụ như là serum HA hay là dưỡng ẩm, thì chúng ta sẽ vỗ ở trên da để cho nó tăng thẩm thấu vào làn da. Khi nào thấy rằng là các dưỡng chất ở trên làn da nó không còn ướt quá nhiều, nó đã thẩm thấu vào làn da, nhưng làn da vẫn có một cái độ căng, độ bóng và độ mịn ạ, vẫn còn độ ẩm ẩm ạ, thì chúng ta sẽ bôi tiếp cái sản phẩm ở phía sau. Chứ không phải đợi chúng ta khô cong hay là vừa bôi ướt nhẹp xong lại bôi tiếp thì nó không có tác dụng. Thông thường thì tùy theo cái sự thấm hút của làn da, đâu đó khoảng tầm 1 phút đến 2 phút. Còn nếu chúng ta bôi những sản phẩm mà pH thấp ở phía trước, ví dụ như là vitamin C, ví dụ như là BHA, AHA thì cần phải đợi tối thiểu khoảng tầm 5 đến 7 phút để cho nó cân bằng lại pH của làn da, thì sau đó chúng ta mới bôi cái sản phẩm tiếp theo. Đó, vậy chị em chúng ta đã bôi đúng chưa và chúng ta đang có sản phẩm nào? Nếu chúng ta vẫn chưa biết cách thứ tự dùng như thế nào thì comment ở phía dưới để Hương hướng dẫn thêm. Sai lầm số 3 là chúng ta bôi quá là nhiều lớp. Nhiều chị em nghĩ rằng là càng bôi nhiều lớp thì càng tốt. Và ngày xưa chúng ta hay học theo thói quen là bôi các mỹ phẩm giống của Hàn Quốc và Nhật Bản ạ, thậm chí 10 bước, thậm chí là 12 bước. Điều đầu tiên này, làn da của chúng ta, làn da của người Việt Nam khác hẳn với làn da của các bên Hàn, bên Nhật đúng không? Bên đó khí hậu khô hơn, lạnh hơn, làn da họ thiếu ẩm hơn. Vậy họ cần phải layer thật là nhiều bước để có thể cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da. Nhưng mà mang cái bộ mỹ phẩm đó về Việt Nam chúng ta, và nhất là trên làn da lỗ chân lông to rồi mụn này, bôi nhiều bước như vậy không khiến làn da chúng ta đẹp hơn, còn khiến làn da của chúng ta bít tắc, nổi mụn nhiều hơn. Do vậy cái chu trình chăm sóc da của người Việt Nam Hương đã chia sẻ rồi đó, chúng ta sẽ cần khoảng tầm là 5 bước cơ bản thôi là đã đủ rồi. Vào buổi sáng 5 phút, buổi trưa khoảng 3 phút, buổi tối khoảng tầm 5 phút. Chúng ta sẽ cần cơ bản là gì? Là tẩy trang dạng nước, nếu không có make up này, sữa rửa mặt này, một cái serum cấp ẩm là HA, dưỡng ẩm và kem chống nắng. Nó chỉ cơ bản 5 sản phẩm vậy thôi là làn da chúng ta đã ổn rồi, tránh việc chúng ta layer quá là nhiều bước. Thứ hai là nhiều chị em chúng ta là ham sử dụng rất là nhiều các sản phẩm gọi là treatment ạ, như là vitamin C, như là retinol, như là BHA chẳng hạn, dùng rất là nhiều bởi vì thấy rằng cái nào cũng tốt. Và Hương đã chia sẻ một cái livestream gần đây nhất là chị em đừng dùng quá nhiều mỹ phẩm. Thứ nhất này, nếu làn da chúng ta thực sự có rất là nhiều vấn đề mà cần dùng thì chúng ta cũng chỉ dùng khoảng tầm 2 đến 3 nhóm hoạt chất thôi và nên có sự theo dõi. Và những nhóm hoạt chất này chúng ta dùng ấy, thì nó rất là nhẹ nhàng ở trên làn da và cần tối thiểu là 4 đến 6 tháng để có sự thay đổi. Còn nếu làn da chúng ta nó không có quá nhiều vấn đề thì cũng không cần thiết phải sử dụng quá nhiều hoạt chất.
đơn giản chỉ cần là 5 sản phẩm cơ bản kia và bổ sung thêm một cái nhóm sản phẩm gì đó để hỗ trợ thêm một chút thôi. Chứ bây giờ dùng ồ ạt nhiều quá lại còn chưa kể nồng độ cao, treatment mạnh thì khiến làn da chúng ta ngày càng quá tải nhiều hơn. Và lý do cuối cùng đó chính là việc chúng ta không có bôi thoa kem chống nắng hoặc là bôi không đủ. Nhiều chị em nghĩ rằng là sang cái thời tiết mùa thu đông rồi, làm gì có nắng mà phải bôi? Hay là chúng ta ngồi trong nhà, trong văn phòng này, làm gì có nắng mà chúng ta cần phải bôi? Thế nhưng việc chúng ta bôi kem chống nắng không phải là chỉ chống cái ánh nắng đâu, mà quan trọng nhất đó chính là chống các loại tia UV như là UVA, UVB, những loại ánh sáng mà khiến làn da chúng ta bị lão hóa nhiều hơn, đứt gãy collagen nhiều hơn, thậm chí là sạm nám nhiều hơn. Và thực tế là ngày râm mát chúng ta hoặc là ngày mưa chúng ta vẫn có UV, thậm chí là chiếu cường độ vẫn nguyên như vậy. Và mùa đông thì cường độ UV chỉ giảm thôi, chứ nó không hề là không có gì cả. Ngoài ra việc chúng ta ngồi ở máy tính này, tiền điện các thứ như thế này, với cái cường độ nhiều, thậm chí là khoảng tầm 8-10 tiếng một ngày như thế, thì nó cũng ngang ngửa việc chúng ta đi ra ngoài rồi. Vì vậy cần phải bảo vệ làn da của chúng ta. Nếu chúng ta không có tiếp xúc ở ngoài trời nhiều thì một ngày là buổi sáng này và buổi trưa chúng ta bôi lại. Còn nếu chúng ta tiếp xúc bên ngoài nhiều, thậm chí là khoảng 2-3 tiếng là phải bôi lại kem chống nắng rồi. Rồi và trên đây chính là những cái thói quen. Nó rất là đơn giản, cơ bản thôi. Nhưng nhiều chị em chúng ta mặc dù là chăm sóc da kỹ, đầu tư rất là nhiều tiền nhưng làn da chúng ta vẫn không hề có sự tiến triển. Vậy chị em đang mắc phải thói quen nào, chúng ta hãy cùng chỉnh sửa nha.